Walking down in Hollywood, falling down, take all good. Turned around, get shout good. Night party in August. Give it to my wrist. Dice in my wrist. The alcohol, look I'm on. Mason home, homie at home. Xã hội bây giờ sống tên số đông. Đầu óc suy luận chỉ ở số không. Giật thiết thay đồ, nghĩ mình là idol. Trong khi mình sửa vẫn còn bám hông. Chỉ vài yếu tố trên cái diễn đàn. Lời nói phát ra từ những viên đạn. Cấu xé một đấm một tàn. Kết quả nhận được chẳng đáng một tầm. Không ai có quyền cho nơi mình sinh ra, nhưng ta có quyền cho nơi mình sống. Ghé đéo tất cả những giặc đều nghe được và xem như là dòng chảy ra trên sông. Bản thân ta đã là một hạt giống, đang từ ngày đợi chờ mà lớn lên. Mình thấy đối diện, nhẹ nhàng bước qua. Một ngày không xa ta sẽ đứng trên đỉnh đồng. Back in the bench, vừa sống ở trên mọi bảng xếp hạng. Và nhạc tao sẽ lên. Tạm chí có nhiều em gái gửi lời mời kết bạn. Không cần phải nói nhiều, thích thì làm thôi. Tụi bạn cứ cái thối liều, tao thấy thật xàm ối. Đi thích thì battle, chứ cái gì đâu. Motherfucker, làm được gì nhau. Thấy tao viết ra những bài nhạc thăng trầm. Tweet and fast thì chỉ có gì cao siêu. Mà tao thấy mấy thằng hay đợi có tự cho mình là người đúng lắm. Khi nó đã chết ở dưới lời giao và bằng câu từ của nhau. Tôi kêu hết sót một phát cho mấy con gà cũng tác. Với những câu từ bụng nát đêm nhất câu thơ lục bát. Mình là cái hại rất việc mấy chú hãy lên sân khấu. Tụi mày giống như với những câu từ mà đã đi vô gần máu. Đối với nó tụi mày khi mà cũng biết để thăm với nhau. Và chỉ có tao là đường dây thắng để chung tiếng quá thật sự bất bại. Ngồi bên kia tao đã biết chắc với mẹ hồi đầu còn này ở đâu. Và nó tụi mày là đường thất bại cho đến tụi mày được có rất nhiều. Sau mình này như là phát chi thiên để cho anh em tôi có nhận mới đó. Và một con tôi có một tổ chức gần tám hay để bước vào. Sau mình này như là phát chi thiên để cho anh em tôi có nhận mới đó. Và một con tôi có một tổ chức gần tám hay để bước vào. Trình độ mày giỏi tập đấy, đâu biết bên trong lõi bọc giấy. Thứ mày mang ra khỏi cần thấy, chỉ cần ma sát sỏi bọc cháy. Xin lỗi tao không phải người chơi hề thủy, nếu nói chuyện việc nước thì tao xin thua. Sinh ra tao đã chuyên về hề hỏa, sau nào nhiệt bùng cháy thì tao xin mua. Tao xoay chuyển từ tần số trong radar, từ vệ tinh ngoài kia đối với chiến hạm. Không ổn biết không đặt công, không hấp không ổn kỳ, đợi tấn danh tao đầy đủ không tiếng chạm. Đạn dược ngồi kia đang sắc đóng, muốn bùng nổ phải kết hợp lại cùng nhau. Sáu cánh tay đưa lên nghi giống, một hai ba biến hình đi cờ bao. Góp chút công lao, đưa tay lên cao tụi tôi phất cờ. Wow wow, nói chuyện tô xít, đơn giản không quan tâm tụi tôi phất lờ. Muốn chầm được lửa thì còn chút mọc, tự như chân gỗ tìm một quốc nơ. Nhờ dân đại gia trong thứ phiếp dầu, âm ỉ, phải, 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 trong vùng thủ, đốc xe luôn cả thủ. Thắp sáng nguyên cả khu, phất kiện lỗ. Tao không thể thoát xa, cứ tao vẫn đang đờ mu. Audio, mỗi khi nghe lại lỗ, khi đang mất kinh mu. Mấy thằng ngu, khi đang dính shopping, mà đi theo tao này cu. Yeah, yeah, khi mà bên cạnh tao đó là LAP. Từ underground tôi đã kéo bay đi lên. Tao lên mansion cho mấy thằng đéo crazy. Wake up, lao thẳng vào công việc trong buổi sáng sớm. Ký thêm vài hợp đồng trong nhiều tháng tới. Không hóng ra ma, còn phải dính phốt. Tài khoản tao tiên tiền vào cái tháng tới. T.Bii member WM AKA Big Side Boy. Nếu không biết tao là thằng nào thì lên YouTube mà bấm siêu rim. T.Bii member WM AKA Big Side Boy. Nếu mày không biết tao là thằng nào thì mà lên mà YouTube mà bấm siêu rim. Trước khi tao giới thiệu bằng flow chính triệu đã cái tool vô cho nó thêm lead. Có anh em giới thiệu chóp 2-3-4 triệu. Gật đầu đập tay xong anh em suýt. Anh em giúp đỡ để we level up. Sao có thể bình thường mà phải điên rồi nhất. Dù ai lại cản anh server đài bản danh là cái bọn nhảy đanh say more the fuck. Sao mày memory như thằng fan chi ly. Nói tao không mà vượt qua được cái bóng của anh em fan rang là mấy con cypher. Bắt tụi mày thích nghi bằng được cái nóng. Có cái đam mê to cho một thân hình nhỏ. Quá nhiều energy trong đôi mắt màu đỏ. Dù chuyện gì xảy ra người đều đưa. Để ta chỉ cứ yêu hip hop là mày không từ bỏ. Vì đích đến nó vẫn còn xa nên ta cố gắng phải hoàn thành hip. Vì lúc bé thích bass old school hơn là âm thanh remix. Cùng mấy thứ homie tao làm ra cái MV. Để tụi mày cứ xem gật đầu vỗ tay công nhận âm thanh này liếc. Sợ cha baby cho mày đang có phải thấy. Cho tao đây có phải cháy. Mày đang trong mong đẩy qua nên nhất có tao lấy. Còn hay đợi bưng bao cấy. Tao đang giết nó như là 007. Tao vẫn đi trước chứ không lùi mình. Và sau đó là lý do tụi tao vẫn còn bọn tiến tới. Xuất hiện lần này tạo ra nhiều trò nóng đất. Khả năng cypher đó là trận chiến mới. Mà đồng fuck hip hop fan đang chơi nhiều khu. Trả dài tụi đây đi thẳng ra cà ná. Tiếp góp tụi tao đến thêm lửa. Nhìn mày dưới nước cứ như là ma hà bá. Vừa mơ mắt có được nhiều tờ tiền tươi mà sao tao thấy nó ở xa nhà quá. Bước qua cờ phơ tờ sang trọng và tao gõ mắt mắt nhất. Còn thứ nó gọi là lại ca trà đá. Tụi nó như là con nghiện nhìn sắp đi cai. Tự tin vẫn cháy ở bùm bắp hay mày thích lái trap freestyle. Khác xa vần này rét da giữ lửa mở cửa như studio. Khác biệt lần này ác thiệt flow lần này như là Obito.